Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì như mọi người đã biết thì với cái tình hình của dịch bệnh thì nó diễn biến ngày một phức tạp. Thế nên là cái việc mà lúc này thì trong cộng đồng chúng ta nên chung tay để giúp đỡ lẫn nhau. Lá lành đùm cái lá rách, mà cái lá rách thì đùm cái lá nát. Vâng, thì như mọi người đã biết thì lúc này thì ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam đã diễn ra những cái chương trình từ thiện để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh không gặp nhiều may mắn. Thì tại Hà Nội thì đã có những cái phần quà từ thiện để giúp đỡ cho những người già, những người neo đơn trong cái lúc mà dịch bệnh đang diễn biến như thế này. Thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có những cái sáng chế ra cái máy phát gạo, vâng, gọi là cái ATM phát gạo. Bởi vì như mọi người biết thì với nghe cái tên ATM thì máy này chỉ để rút tiền, hoặc là một số nơi thì họ sẽ bán nước ngọt. Nhưng mà trong thành phố Hồ Chí Minh thì đã được sáng chế ra để cung cấp những cái phần gạo miễn phí cho tất cả mọi người. Và theo như mình biết thì ở đó thì đã có cái điều lệ để vào được lấy gạo. Mỗi người chỉ được lấy một lần và đó có camera để quan sát kỹ những ai mà không được vào lấy lần thứ hai. Còn ở Hà Nội thì cũng đã có những cái phần quà từ thiện mà được các mạnh thường quân cũng như cá nhân và các tập thể họ quyên góp để giúp đỡ sức cho mọi người trong chống lại cái dịch đợt này. Thì thật sự mọi người trong lúc trong lúc dịch bệnh này thì chúng ta mới biết cái tấm lòng của nhau. Bằng trong lúc hoạn nạn thì mới biết tấm lòng của nhau. Thì tại Hà Nội thì cũng đã được nhiều cá nhân và tập thể thì họ cũng đã quyên góp tiền để quy ra các sản phẩm để giúp đỡ cho những hoàn cảnh neo đơn. Trong khi đó thì sau khi mà cái việc mà được lập những cái chốt để phát quà cho những người nghèo, người neo đơn thì đã có chuyện giở khóc giở cười về nhiều trường hợp là đi xe đẹp rồi ăn mặc sang chảnh rồi cũng ghé vào để xin một phần quà từ thiện. Thì nhiều người cũng có nói rằng đây là họ đang đi cướp đi một phần suất ăn của những người nghèo, bởi vì với những người mà đi xe ga này hay là mặc áo đẹp đó, đi mặc quần áo rất là đẹp xong hoặc là có thể đi thể dục qua thì họ cũng có ghé vào để họ xin. Thì cộng đồng mạng cũng đã phẫn nộ với cái việc này. Nhiều người có nói rằng họ đã cướp đi một miếng cơm của người nghèo, bởi vì họ đâu đến nỗi khổ như vậy mà họ tại sao họ lại vào họ xin mất một suất, xin đi mất một cái suất của một người nghèo như vậy. Thì không dừng lại ở Hà Nội, thì vừa rồi thì mình vừa biết được một cái bài viết về cái việc là trong thành phố Hồ Chí Minh từ khi bắt đầu có cái cây ATM để phát gạo cho người dân 24/24 thì cũng đã có chuyện giở khóc giở cười vì cái việc là nhiều nhà đã kéo cả gia đình nhà mình ra để hốt gạo, bởi vì như mọi người biết thì mỗi một lần một người chỉ được lấy có 1,5 cân, thế nên là cái việc là họ sẽ cho cả gia đình ra để lấy. Thì ở đây thì mình sẽ cho mọi người xem cái đoạn mà mình sẽ trích dẫn ở trong đó ra từng đoạn một thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn về cái việc là liệu rằng có phải đây là cả một cái gia đình ra để lấy không nhá. Vâng, hình ảnh mọi người đang nhìn thấy đây là ba người đi trên một chiếc xe, bốn người cơ, thiếu một bé gái nữa, bé gái vừa chạy ra ngoài. Bốn người đi trên một chiếc xe này đến để lấy gạo này. Đó, bốn người trên một chiếc xe nhá. Và chị này đã bắt đầu tiến đến khu vực cây ATM để chuẩn bị lấy gạo, chị ta đang đứng trong hàng. Đấy, mọi người nhìn xem. Đứng đằng sau chị là con gái chị nhá. Đó, đứng đằng sau bé gái thì có một thằng cu nữa, là ba cái người này đi cùng một chiếc xe máy. Đó, ba người xếp hàng thẳng nhau luôn. Và chị ta bắt đầu tiến vào cái khu vực để lấy gạo. Đấy, mọi người nhìn xem, liệu rằng là người nghèo thì liệu rằng có điều kiện để ăn mặc như thế này không ạ mọi người? Mặc trong khi đó là cây ATM này chỉ để phát gạo cho người nghèo thôi. Đó, người nghèo đây mọi người. Người nghèo trong thành phố Hồ Chí Minh mà còn giàu hơn cả Hà Nội này. Đấy, ăn mặc này, mọi nhìn xem. Đấy, người nghèo đây. Người nghèo ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà còn giàu hơn cả đất Hà Nội, tiến vào khu vực lấy gạo rồi đây này. Đó. Đấy, bắt đầu lấy. Hình như cái cây ở đây là nó phân biệt được người giàu với người nghèo ấy. Chị này sau một thời gian khá dài đứng đây thì chị gạo nó không ra. Đó, không lấy được và chị đã đổi cho cái cô con gái của mình kia vòng lên để lấy. Lúc này thì chị ta lại lùi quay trở lại và xếp hàng đằng sau. Sau khi cái việc là cô con gái kia đã lấy được túi gạo này là bắt đầu, vâng, đã lấy được 1,5 cân gạo này. Đó, bắt đầu đi ra. Đi ra đó, đi ra rồi thì chị ta lại chưa chịu thua và chị ta lại quay vòng lại một lần nữa. Đấy, mọi người thấy chưa, lại quay trở lên lấy, thằng cu vẫn đứng đằng sau. Và sau một thời gian cũng loay hoay khá là dài, chiếc máy này thì gần như là nó đã được đã biết là ai là giàu ai là nghèo rồi ạ, nên là tiếp tục không cho chị lấy được gạo. Đó, không lấy được và chị ta đi ra thì lúc này đã đổi cho thằng cu này lên lấy tiếp này. Đấy, và thằng cu này thì sau một thời gian loay hoay thì cũng đã lấy được 1,5 cân gạo, thì máy cũng đã nhả ra cho 1,5 cân gạo và như vậy là đã lấy được 1,5 cân gạo. Và bây giờ thì sẽ lại quay về cái điểm ban đầu đó, mọi người thấy chưa, lại quay về đây. Như vậy là bốn người đi ở trên chiếc xe này thì đã lấy được hai suất gạo, trong khi đó thì cái chị mặc váy kia thì không lấy được, bởi vì theo như mình biết thì ở cái cây ATM này thì đã có camera. Vâng, camera thì nó đã kết nối với cả điện thoại của những cái người mà nó trực ở cái máy ATM này. Thế nên là cái việc mà đối với những cái người mà như chị này thì sẽ không bao giờ lấy được, bởi vì đã có lúc sau thì mình nghe ở trong video thì đã có tiếng nhắc nhở về cái việc là
chị không được lấy đó. Trong khi đó thì trong cái khó thì nó lại ló cái khôn mọi người ạ. Một người không đủ thì ta đi cả nhà đấy. Như mọi người biết rằng thì đấy, thì theo như dự đoán của rất nhiều người xem cái video đó thì họ nói rằng đây là bốn người này là gần như kiểu chung một nhà và chơi cái bài là đi cả nhà đi lấy này cho đường nhiều đó. Trong khi gạo này thì người ta phát 4 trên này 4 mà chỉ để muốn phát cho người nghèo thôi, nhưng mà không hiểu được là cái lòng tham của chị đến đâu mà chị đi cả nhà. Trong khi đó thì ăn mặc rất là sang chảnh vào thì một lần đã, bởi vì cái này ở đây thì như mọi người đã biết thì ở cái khu cái máy đó thì có camera, mà camera này theo như mình biết là nó đã gắn trực tiếp với cả một chiếc máy tính hay điện thoại của cái người người ta đang trực chỗ đó ấy. Nên là cái việc là người ta sẽ quan sát ai vào vòng thứ hai thì cũng không thể lấy được, và ai mà người ta nhìn thấy nghi ngờ là không phải người nghèo thì cũng khó là người ta sẽ không cho nhả gạo ra. Thế nên là cái việc là những người mà sang chảnh như thế này thì sẽ khó lòng mà lấy được hơn với so với Hà Nội, bởi vì Hà Nội thì những gói quà thì người ta đã gói sẵn ấy, thì cái việc là ghé vào thì lại còn bảo là tôi đi lấy cho tôi lấy giúp cho một cái người nghèo khác, thế nên là người ta cũng ngại thì người ta sẽ đưa cho thôi. Còn đối với những chiếc ATM này đã được gắn chip và kết nối với máy tính thì cái việc là người ta cho nhả hay không thì mới được nhả thôi. Thế nên là cái việc mà những cái người mà như chị này thì chơi phải là quá tuyệt vời. Chị đưa cả nhà chị ra để hốt gạo này thì mỗi ngày lấy khoảng 2 vòng như này thì chắc là thua thật. Bởi vì trong khi đó thì lúc này thì mọi người đang chung tay để ủng hộ giúp đỡ cho những cái người người ta lúc này không có cơm ăn việc làm, những người đi bán vé số hay là những người nghèo, người già neo đơn lúc này họ không chưa kiếm được tiền để mua gạo. Thì phía những mạnh thường quân rồi cộng đồng mạng cũng như là những người người ta có điều kiện thì người ta giúp, thì muốn cũng giúp cho những người nghèo, nhưng mà không hiểu sao thì lúc này lại rất là nhiều người tạo cái cơ hội này để lấy gạo như thế này. Thì nhiều người cũng đã khá phẫn nộ khi sau khi được xem cái video này. Thì mình cũng mới được biết thì mình cập nhật để cho mọi người được biết, chứ mình không hiểu tại sao mà họ lại đi làm được cái việc này. Họ không giúp được cho người khác nhưng mà họ lại đi để họ lấy mất miếng cơm của những người nghèo. Bởi vì cái cây ATM này thì theo cho mình biết thì phát cái số lượng gạo khá là nhiều, bởi vì sau khi biết tin là ở đây được phát gạo miễn phí thì những người nghèo này, những người mà già ấy, người ta không nơi nương tựa thì người ta cũng đã qua đây để người ta lấy những cái suất gạo này về họ ăn qua ngày, qua cái cơn dịch này. Thì mà đây là cái việc khá tốt khi mà cộng đồng mạng đang chung tay để giúp đỡ cho những người nghèo, thì trong khi đó thì lại một số người cho rằng là có điều kiện nhưng mà họ vẫn lấy. Thì trong khi cái việc ở Hà Nội thì nhiều người cũng đã nói rằng là rất nhiều người có điều kiện đi xe đẹp, đi xe ga đó, hay ăn mặc sang chảnh cũng ghé vào xin quà từ thiện. Trong khi đó trong thành phố Hồ Chí Minh thì họ cũng lại là những con người phải nói rằng là không phải là nghèo, mình gọi là giả nghèo. Giả nghèo nhưng mà họ không giả không đúng kiểu mọi người ạ. Họ ăn mặc thì có khi người ta không phát hiện ra. Như mọi người biết trong cái chị trong clip này thì ăn mặc nói chung là khá là đẹp đấy ạ. Khá là đẹp, nhưng mà chị cũng tiến vào để xếp hàng để xin gạo. Thì thật sự mọi người thì lúc này cộng đồng mạng khá phẫn nộ đối với cái đoạn video này. Sau khi cái đoạn video này được 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 công chiếu ở trên trên mạng thì nhiều người xem và đã chửi khá là thậm tệ đối với những con người này, bởi vì không hiểu họ đang nghĩ cái gì. Họ cướp đi mất cái miếng cơm manh áo của những cái người mà người ta không làm được ra tiền. Còn đối với những người như chị này thì mình nghĩ rằng là chị không phải là người nghèo, họ chị gọi là giả nghèo để đi ăn xin đó. Thế nên là cái việc là lúc này thì cộng đồng mạng chửi khá là mạnh đối với những cái người như thế này. Mình mong rằng là những người này thì lần sau họ cũng sẽ rút kinh nghiệm, bởi vì không phải họ không hề chết đói được trong những ngày này. Bây giờ thì họ chỉ gọi là lạm dụng cái lòng tốt của người khác thôi, chứ không phải là họ nghèo, họ giả nghèo để họ đi ăn xin mọi người ạ. Trong khi đó thì những cái chỗ như này người ta muốn những người nghèo thật sự hãy đến đó để được lấy đi một phần gạo để chúng ta sẽ sống được qua những cái ngày mà đất nước còn đang dịch bệnh như thế này. Thế nên là cái việc mà những cái người như thế này thì bị cộng đồng mạng lên án thì mình thấy là cũng không có gì để mà phải ái ngại cả, đúng không ạ? Bởi vì sự thật mà đây là chỉ để dành cho những người nghèo thôi, nhưng mà lại những cái người được cho rằng là có điều kiện thì cũng đến để lấy, thì mình không hiểu rằng là họ lấy để họ lấy thì họ cũng không có giàu được đâu cả mọi người. Mỗi lần chỉ được có 1,5 cân gạo thôi. Đấy, thế nên ưu tiên cho những cái người người ta nghèo thực sự, những người già người ta không làm được ra tiền trong những ngày này thì họ đến để họ lấy về họ ăn qua những ngày dịch này. Còn đối với những người mà như chị này thì đúng ra phải đến đây để quyên góp đúng hơn. Cộng đồng mạng còn nói rằng là như chị này thì hãy đến đây để quyên góp thì hơn, chứ không phải là chị lại đến đây để chị lấy đi. Không phải chỉ một mình chị lấy mà chị lại còn kéo theo 1, 2, 3 người nữa. Như mọi người biết thì ở trong cái clip đó thì một cái xe đi đến 4 người lớn, 4 người thì chị ta xếp hàng, lại còn 2 đứa trẻ con nữa. Như vậy thì chỉ có 2 đứa trẻ con lấy được, còn chị ta thì sau khi bị máy phát hiện thì chị này đã hack không thành công. Thế nên là chị ta đã bực bội, chị ta đi ra đấy. Mọi người cũng khá phẫn nộ vì cái sau khi mà được xem cái video đó và được chia sẻ rất là nhiều trên cộng đồng mạng xã hội. Lúc này thì nhan nhản ở đâu cũng thấy có cái video này,
Và thật sự mọi người cũng khá là buồn cười cho một cái người gọi là có điều kiện mà lại giả nghèo và đi xin lúa này, như thì mình cũng không có lời nào để nói. Đây là cái video mới nhất mình cập nhật được, thì mình cho mọi người biết để biết thêm về những con người lúc này họ khá là tham lam, bởi vì họ không giúp được cái gì cho người khác nhưng họ lại đến thì họ lấy đi những cái phần ăn của những người nghèo. Thật sự là mình thấy là rất là buồn cho cái xã hội này. Video này chắc mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.